Thưa quý vị, hãng tin Reuters trong ngày 3 tháng 7 cũng đã đưa tin khoảng 20 người mất tích và ít nhất là 10 ngôi nhà đã bị phá hủy sau khi mưa lớn gây ra một trận lở đất ở tây nam Tokyo, Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cũng đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc ứng phó với thảm họa. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, mưa vẫn sẽ tiếp diễn ở một vài khu vực ở đất nước này trong 2 ngày tới. Cùng thời điểm này năm ngoái thì ít nhất là 50 người đã bị thiệt mạng sau khi ngập lụt và lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở tây nam của Nhật Bản. Thảm họa này xảy ra sau khi mưa lớn diễn ra ở một số khu vực của quận này. Cảnh sát và lính cứu hỏa đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Các nhà chức trách địa phương đã yêu cầu sự hỗ trợ từ lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Hãng tin NHK dẫn lời các quan chức địa phương cho biết trận lở đất đã cuốn trôi một số ngôi nhà trong thành phố thuộc quận Shizuoka, cách thủ đô Tokyo 100 km về phía tây nam. Mưa lớn trong 48 giờ qua khiến các nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ ngập lụt và những thảm họa liên quan đến lở đất.